từ bài nói chuyện siêu đẳng của Triệu Lệ Dĩnh cho Studio. Hứa Ban Hạ, sự trưởng thành và mạnh mẽ, bước đi cùng thời gian với những thăng trầm của số phận, sinh ra là để hướng tới mặt trời và dũng cảm tiến về phía trước. Tôi mong muốn được chứng kiến sự thay đổi của Hứa Ban Hạ. Tôi mong muốn được chứng kiến sự thay đổi của Hứa Ban Hạ cùng với tăng trưởng cuồng bạo. Hãy xem, cuộc sống bắt đầu từ thủy triều của thời đại, cưỡi trên gió và sóng, đối mặt với những khó khăn thử thách. Chúng ta hãy đón chờ xem bộ phim Tăng trưởng cuồng bạo các bạn nhé.